Gia Bảo Luxury, trao gửi báu vật của thời gian. Xin chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh YouTube của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ đánh giá tới quý vị một chiếc đồng hồ đến từ một trong tam thánh đồng hồ của làng đồng hồ Thụy Sĩ. Đó chính là Vacheron Constantin, hay gọi tắt là VC. Song hành cùng với Patek Philippe, Audemars Piguet thì VC luôn là một trong những thương hiệu luôn luôn được rất là nhiều nhà sưu tầm hay là người mua đồng hồ mong muốn được sở hữu. Và chiếc đồng hồ ngày hôm nay chúng tôi sẽ đánh giá đó là chiếc đồng hồ thuộc bộ sưu tập 56. Thì trước đây thì Gia Bảo cũng đã từng có cơ hội để đánh giá một số phiên bản như là phiên bản có Moonface, có phiên bản Daydate. Thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ đánh giá một phiên bản với lớp vỏ vàng hồng và có một chức năng nói chung là rất là standard, rất là basic, đó chính là 3 kim và 1 lịch. Đây không phải là một bộ sưu tập có lịch sử lâu đời của nhà VC. Hãng thì mới giới thiệu cái bộ sưu tập 56 này từ năm 2018 đến nay thì mới khoảng 3-4 năm thôi. Bộ sưu tập 56 này thì được lấy cảm hứng từ một chiếc đồng hồ, đó chính là cái chiếc đồng hồ 6073. Và chiếc đồng hồ đó ấy, thì được giới thiệu vào năm 1956. Cái tên 56 cũng được lấy cảm hứng từ cái năm được giới thiệu cái chiếc 6073 đó. Cái điểm mà tôi thấy rất là thú vị về cái bộ sưu tập 56 này có thể nói ngắn gọn ấy, đấy là nó truyền tải thành công cái DNA của cái chiếc đồng hồ 6073 với một số cái điểm mà chúng ta có thể thấy được ở trên lớp vỏ chiếc đồng hồ này. Đó chính là cái phần dáng tay cà, chúng ta sẽ thấy được bốn cái hình tam giác ở đây ấy, thì khi bốn cái ký tự này mặc dù là bị chõe ra nhưng khi mà gộp lại thì nó lại chính là cái logo của Vacheron, đấy chính là thánh giá Mantegna. Chiếc đồng hồ ngày hôm nay tôi đánh giá đấy chính là chiếc 56 mang mã hiệu là 4600E với lớp vỏ bằng vàng hồng. Điểm qua một chút về ngoại hình của chiếc đồng hồ này, mặc dù là được phân nhánh vào cái dòng đồng hồ là dress watch, có nghĩa là đồng hồ cổ điển, tuy nhiên là khi đeo lên tay hay là về cái ngoại hình thì chúng ta sẽ thấy được là chiếc đồng hồ có những cái điểm nó khá là mạnh mẽ, nó khá là sport và nó có một cái chút gì đấy liên tưởng đến Overseas, cái bộ sưu tập sport watch của nhà Vacheron. Đó, ngoại hình của chiếc đồng hồ này thì chúng ta có thể thấy đường kính hơi lớn, hơi bự một chút, 40mm, không mỏng. Phải nói một điều là không mỏng, hoàn thiện lớp vỏ chiếc đồng hồ này là được đánh bóng toàn bộ. Quan điểm cá nhân của tôi thì tôi không thích cái độ hoàn thiện này lắm, bởi vì theo quan điểm của tôi ấy, thì tôi thích một cái lớp vỏ mà được có kết hợp giữa cả đánh bóng và chảy xước thì nó sẽ tạo ra được những cái phân vùng, nhìn cái vỏ đồng hồ nhìn nó mang tính chất tương phản hơn. Tuy nhiên là cũng không sao, vấn đề ở đây là cái đường vác ở hông rồi đến phần tay càng của chiếc đồng hồ này thì đều được làm, tức là làm rất là tinh tế, phải nói là từng những cái đường cong ấy, nó rất là đẹp, nó rất là mềm mại, uyển chuyển. Đó, nếu như đánh giá quan điểm cá nhân của tôi ấy, thì với một chiếc đồng hồ VC, nếu như chúng ta là một người tỉ mỉ và thích cái sự chỉn chu từ độ hoàn thiện ấy, thì VC luôn xứng đáng để mua hơn một chiếc Patek. Bởi vì sao tôi lại nói như vậy? Thì chúng ta hãy cùng nhìn vào mặt số chiếc đồng hồ này. Mặt số của chiếc đồng hồ này thì được gọi là mặt số dạng phân vùng. Đó, thì chúng ta sẽ thấy được là chiếc đồng hồ này được phân vùng thành 3 vùng. Một là rìa ngoài của mặt số đồng hồ, nơi mà chúng ta sẽ thấy được những cái điểm kẻ vạch giờ này, phút này. Và cái rìa ngoài này thì chúng ta sẽ thấy được hãng họ làm là những có những cái đường vân tròn đồng tâm. Đó, tiếp đến là phía đồng hồ phía bên trong là chúng ta sẽ thấy được đây là thương hiệu đang đặt những cái cột mốc chỉ giờ xen kẽ giữa cọc button gậy và cọc số Ả Rập. Đây là một sự kết hợp mà tôi nghĩ là nó khá hiện đại. Cái đồng hồ phía bên trong trung tâm ấy, thì là logo của thương hiệu cùng với dòng chữ tên thương hiệu được in rất là ngay ngắn. Chúng ta sẽ có 3 cái độ hoàn thiện ở trên mặt số chiếc đồng hồ này. Rìa ngoài là những đường vân tròn rất là mỏng, mềm. Tiếp đến là đồng hồ phía trong, đấy chính là chảy xước tia mặt trời, nó sunburst hướng về tâm trục kim của đồng hồ. Và cuối cùng ở đồng hồ phía trong cùng, nơi mà có logo của thương hiệu và tên của thương hiệu, thì chúng ta sẽ thấy hãng làm một độ hoàn thiện rất là đỉnh, chúng ta phải nhìn rất là kỹ hay là chúng ta phải dùng kính lúp. Đó chính là full cap M, rất là đẹp. 3 độ hoàn thiện trên cùng mặt số, chúng ta mới thấy được sự tỉ mỉ của thương hiệu, họ gửi gắm đến một sản phẩm nó như thế nào. Từng cái chi tiết ở trên mặt số tuy là rất nhỏ, vạch giờ ấy, nó là mực nổi nhưng nó không bị lem một chút, bất kỳ một chút nào ra ngoài cả, hoàn toàn rất là ngay ngắn. Tiếp đến là những cọc số được hoàn thiện đánh bóng
và đặt rất là ngay ngắn, gần như là chúng ta sẽ không thấy một cái bar via hay là một cái điểm gì sai sót. Cái số mà tôi thích nhất ở trên mặt số của chiếc đồng hồ này đó chính là cái số 6. Hãng họ làm nhìn trông nó rất là, nhìn nó rất là mềm mại và có một điểm gì đấy nó hơi giống với là cái xoáy ốc đó. Còn những cái đồ hoàn thiện khác, ví dụ như là cây kim được đánh bóng như thế nào, vuốt nhọn như thế nào, cái đầu kim ra sao, mời quý vị khán giả và anh em cùng chiêm ngưỡng ở trên video đó. Phải nói là với cùng một chiếc đồng hồ cùng phân khúc thì tôi luôn đánh giá cao độ hoàn thiện của VC hơn là Patek. Cô máy mà đang được sử dụng ở trên chiếc VC này là cái caliber 1326. Thì đây hơi đáng tiếc một chút, nó không phải là một cái cô máy in-house được sản xuất và làm hoàn toàn bởi Vacheron, mà đây là một cô máy được làm bởi nhà sản xuất máy mang tên là Van Florier, cũng thuộc tập đoàn Richemont mà sở hữu cái thương hiệu VC này. Đó, VC chỉ lấy cái máy đấy và về hoàn thiện, modify lại cho nó đẹp và chỉnh chu hơn. Quý vị khán giả hãy cùng tôi chiêm ngưỡng cái cỗ máy của chiếc đồng hồ này với một cái rotor của thương hiệu được làm skeleton, cùng là một cái rotor thôi nhưng mà hãng lại làm đến 3 cái độ hoàn thiện khác nhau, là chảy xước này, đánh bóng này, phun cát này. Đó, các bạn có thấy là thương hiệu VC họ làm rất là tỉ mỉ cho từng chi tiết nhỏ không ạ? Có thể là có nhiều quan điểm về một cái cỗ máy là đây không phải là một cỗ máy in-house, nhưng quan điểm của tôi thì tôi thấy là ok, đây không phải là một phiên bản quá đặc biệt thì hãng có thể chấp nhận. Tôi nghĩ là cái việc họ làm thương mại thì chúng ta cũng phải chấp nhận thôi. Đây là một cái điểm mà chúng ta nên thông cảm với hãng. Quan trọng là hãng đã hoàn thiện từng cái chi tiết một cách rất là tỉ mỉ, rất là kỳ công. Có một điểm mà tôi rất ấn tượng với cái máy của chiếc đồng hồ này mà không phải là ai cũng để ý. Đó chính là ở những cái vít của chiếc đồng hồ thì hãng họ đã phun cát trước khi họ vít cái chiếc đồng hồ này lên. Đó, ở đây là những chi tiết rất là nhỏ và không phải là thương hiệu nào họ cũng làm như vậy. Sau đây thì ở cuối video thì chúng ta cùng lên tay chiếc đồng hồ này. Cổ tay tôi là cổ tay dạng tròn, chu vi là khoảng gần 17. Thì đây quý vị khán giả có thể thấy là khi tôi lên tay chiếc đồng hồ này phải nói là rất là phù hợp. Tay càng của đồng hồ thì không quá dài, thế nên là nó vẫn ở trên nằm gọn ở trên cổ tay của tôi. Đó, đồng hồ thì không quá mỏng cũng không quá dày, quan sát giờ rất là dễ và cái cảm giác đeo thì cũng rất là dễ chịu. Và cái phần tam giác mà tôi có đề cập nối với phần tay càng ấy, ở vị trí góc nhìn này của tôi thì rất là đẹp đó, và nhất là phần vác, ôm vác của cái tay càng nữa, nhìn trông nó rất là mềm mại, rất là tinh tế. Đấy là cái điểm mà tôi phải nói là khá là khen cho chiếc VC56. Có một vị khách hàng hỏi tôi đánh giá chiếc đồng hồ 56 này đánh giá với chiếc năm 1996 thì tôi có cái cảm nhận như thế nào. Thì nhân ở đây tôi cũng chia sẻ với quý vị khán giả, có thể nói là năm 1996R là đối thủ trực tiếp với chiếc 56 này, với cùng phân khúc là Dress Watch 3 kim, chức năng là 3 kim một lịch. Tuy nhiên là đây chúng ta cùng phân tích một chút về giá của chiếc hai chiếc đồng hồ đi. Thì giá của chiếc năm 1996 giá retail nó đâu khoảng 30.000, và giá của chiếc đồng hồ đã qua sử dụng bây giờ hiện tại khoảng 22 đến 24.000 USD tùy từng tình trạng. Còn chiếc đồng hồ này thì có mức giá new khoảng tầm 24.000, và một chiếc đồng hồ đã qua sử dụng thì nó tùy từng tình trạng chỉ khoảng tầm từ 16 đến 18.000 thôi. Đó, lý do vì sao mà chiếc năm 1996 lại có mức giá cao hơn. Thứ nhất, bộ sưu tập Calatrava là có lịch sử rất là lâu rồi, thậm chí là bây giờ là gần 100 năm tuổi. Bộ sưu tập đấy hoàn toàn là không có dừng sản xuất một bất kỳ một năm nào cả. Còn bộ sưu tập này 56 thì mới có mấy năm thôi. Đó là một trong số những lý do lớn nhất. Thứ hai là cỗ máy của chiếc năm 1996 nó là một cỗ máy hoàn toàn in-house. Mặc dù theo đánh giá của tôi ấy, là độ hoàn thiện từ mặt số, cọc số đến bộ kim hay là cỗ máy thì chiếc năm 1996 thua xa chiếc Vacheron 56, nhưng cỗ máy của Patek, cỗ máy 324 hoàn toàn in-house. Còn một lý do nữa đó là một phần hiện tại Patek làm truyền thông rất là tốt trong khoảng 5 năm trở lại đây. Mọi người đều muốn sở hữu Patek, mọi người đều muốn mua Patek. Đó là một lý do khiến cho những chiếc đồng hồ Patek hiện tại có mức giá khá là cao trên thị trường. Không thể phủ nhận được là những chiếc đồng hồ Calatrava và Patek thì có một độ nhận diện thương hiệu rất là tốt, cũng như là có thanh khoản
nhanh trên thị trường. Việc đeo một chiếc Patek thì chúng sẽ làm cho chúng ta cảm giác được là wow, chúng ta đeo một sản phẩm gì đấy gọi là top 1 thế giới, thì nó cũng đem lại những sự tự tin nhất định. Vậy thì ai sẽ lựa chọn những chiếc 56? Thì theo tôi thấy là với những vị khách hàng đã có trong bộ sưu tập, đã có nhiều chiếc đồng hồ, ví dụ như một số chiếc đồng hồ Patek lịch thường niên hay là Grand Communication vạn niên chẳng hạn, thậm chí là điểm chuông Tourbillon, muốn một chiếc đồng hồ dress watch đi làm, mặc suit đơn giản thôi, to một chút, đầm tay một chút, Vacheron 56 là một sự lựa chọn không thể phù hợp hơn. Đó, còn về cảm nhận thẩm mỹ, chiếc đồng hồ nào đeo đẹp hơn thì tôi thích cái cảm giác đeo chiếc đồng hồ 56 này hơn, vì tôi thấy thích cái ngoại hình của nó hơn là việc đeo một chiếc 5296, bởi vì chiếc 5296 nhìn nó hơi bị cổ điển quá. Còn chiếc đồng hồ 56 này thì cá nhân tôi thì tôi thấy là ngoài vấn đề cổ điển thì chiếc đồng hồ cũng khá là mạnh mẽ với những cái chi tiết nó tinh tế. Đấy là quan điểm cá nhân. Đó, nên là khó có thể nói được là chiếc đồng hồ nào đeo lên tay đẹp hơn. Đó, rất rõ ràng với quý vị khán giả là như vậy. Và đây cũng là cuối video này rồi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Chúc quý vị khán giả sức khỏe, may mắn.